Chào mừng các bạn đến với ipc.vn Thì hôm nay mình nhận được cái iPhone 5S ha, Khách hàng à, họ yêu cầu là lên để bộ, bộ SE Thì sẵn cái dịp này mình sẽ chia sẻ bằng cái cách mà thay cái vỏ cho cái iPhone 5S lên SE các bạn ha Rồi thì để mà thực hiện được cái việc mà thay thế một cách hoàn hảo cho cái iPhone 5S lên cái SE đó Thì các bạn nên à, xem hết tất cả những cái video clip như là hướng dẫn thay thế đuôi sạc nè, hướng dẫn thay thế cầm chuông nè, hướng dẫn thay thế pin nè, hướng dẫn thay thế dây nút nguồn nè, ha hoặc là hướng dẫn thay thế màn hình của iPhone 5S trong cái um, kênh YouTube của mình đó, các bạn chỉ cần mở internet lên, sau đó nhấn cái kênh YouTube và các bạn search với từ khóa là iFixX ifixx vn các bạn ha sẽ ra cái kênh rồi các bạn hãy ra cái kênh cái kênh chính không, thì cái kênh nó có rất là nhiều cái lượt um, sub là nó là, là kênh chính thức các bạn ha rồi sau đó các bạn có thể nhấn đăng ký hoặc là các bạn có thể nhấn vào cái kênh không đăng ký cũng được các bạn nhấn vào cái kênh và các bạn vào cái danh sách phát rồi sau đó các bạn kéo qua cái mục hướng dẫn ABC thao ráp và sửa chữa iphone 5s ha trong này có nó sẽ tổng hợp hết tất cả những cái video clip như là hướng dẫn sửa um, thay thế những cái bạc và hướng dẫn sửa chữa những phần cứng đơn giản còn các bạn muốn sửa uh, chữa phần cứng chuyên sâu thì các bạn phải truy cập vô web ipc solution ha tại vì cái trang đó nó sẽ đòi hỏi các bạn phải có cái thời gian mà để uh, luyện á, rất là nhiều rồi thì ở những cái video clip này mình sẽ tour đó rất là nhanh ha nên uh, mình chỉ nói những cái chỗ mà nó vướng thôi và các bạn có cái nhìn tổng thể về cái cách uh, uh, lên vỏ cho iphone mat ha đầu tiên chúng ta sẽ um, tháo màn hình ra thì các bạn cũng biết cái cách tháo ở cái video clip là hướng dẫn thay màn hình rồi ha sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu mở ốc ra để tháo cụm chuông và các bạn sẽ bắt đầu tháo cái dây cáp sạc ra thì ở cái ở một cái máy zin các bạn biết dây cáp sạc nó sẽ rất là cứng ha nó nó, nó có dính một cái lớp keo với cái sườn á nếu mà các bạn không dùng aceton để các bạn làm cho nó mềm mới keo ra mà khi các bạn lấy ra có thể là nó sẽ bị đứt cái cọng dây đó. phải tốn tiền thay thêm cọng dây ha rồi thì khi mà các bạn tháo thì các bạn cố gắng lấy nguyên một cái cụm ra luôn ha, đừng có để cho nó rời rạc. Các bạn cứ tách bỏ cái xăng thơm um, hoặc là aceton đó các bạn tách từ từ nhẹ nhẹ là nó sẽ ra nguyên một cụm luôn để khi mà các bạn thay qua kia rất là đỡ đó các bạn thấy không? Các bạn cứ việc để một cụm nó các bạn gắn vào thôi. Rồi, sau đó thì tiếp tục chúng ta sẽ tháo cái pin ra. Các bạn có thể xem thêm cái clip như là hướng dẫn thay pin iPhone 5S để biết cái cách tháo pin ha. Tháo bằng cái um, cách kéo cái cao su non nó ra đó và trong trường hợp mà khi các bạn đang kéo nó đứt đó, thì các bạn cố gắng các bạn moi moi các bạn kéo tiếp ha còn cái trường hợp mà nó đứt quá sát thì các bạn chế acetone vào hoặc là các bạn chế xăng vào hoặc là các bạn có thể dùng, sử dụng cái pc BC... pcb để cho nó nóng để lấy cục pin ra cho nó đẹp ha không có bị cong pin rồi sau khi tháo pin ra chúng ta sẽ tiếp tục tháo cái dây nút nguồn ra thì cái dây này nó sẽ nó sẽ quản lý cái phần như là nút nguồn nè nút tăng giảm volume rồi quản lý phần rung ha cục rung và quản lý đèn lát và mic Safe trên cái mic trên thì nó sẽ có tác dụng khi mà các bạn gọi phải thêm á hoặc là bật ra loa ngoài các bạn ha các bạn nên xem những cái video clip như là hướng dẫn tháo ráp iPhone 5s một cách hoàn chỉnh xem đi xem lại nhiều lần trước khi các bạn làm tại vì các bạn có thể thấy mình làm cái video này các bạn thấy nó rất là đơn giản đúng không nhưng mà khi các bạn làm các bạn sẽ thấy nó vướng rất là nhiều chỗ ha và khi mà các bạn ra ngoài các shop bên kiện các bạn mua một cái vỏ iPhone các bạn thấy cái vỏ nó chỉ gồm có một cái vỏ duy nhất là một cái vỏ bằng nhôm thôi ngoài ra nó chẳng có bất kỳ một cái thành bằng linh kiện gì hết các bạn phải gấp từ cái bộ cũ đó, gấp toàn bộ qua ha đó và bây giờ mình sẽ mở đến cái cụm anten sau đây các bạn mình mình cho cái xăng aceton vào để làm mềm cái lớp keo ra để mình gỡ cái dây nguồn ra các bạn ha các bạn gỡ nhẹ nhàng thôi nha nó vướng chỗ nào các bạn phải xem xem nó vướng ở chỗ nào và chúng ta nhẹ nhàng chúng ta gỡ chứ các bạn chứ các bạn đừng có dùng sức các bạn dùng sức dùng lực là nó sẽ rách liền à và khi mà lấy cái dây nút nguồn các bạn nên lấy luôn một cái lấy luôn cái miếng sắt của cái nút nguồn ra cái này nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta gắn qua cái sườn mới á nó bấm nó kịch 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 cảm giác rất là tốt ha nó không có bị nó không có bị lệch khi như các bạn tháo rời ra đúng không rồi tiếp tục chính là cái cổng dây anten wifi nè cái cái sợi dây này nó sẽ quản lý cái phần anten wifi giúp cho sóng wifi nó mạnh đó các bạn mà gỡ không khéo nó bị tét ra thì lúc nó sẽ bị tình trạng là wifi rất là yếu ha mình thấy các bạn hay thay tha, thay giỏ mà nếu mà các bạn thay giỏ mà không có chuyên á các bạn hay làm đứt cái công dây này lắm và khi mà gắn vô anten wifi nó yếu xìu à rồi các bạn không sau đó chúng ta sẽ lấy hết những cái miếng lót để giúp cho cái chuông nó không có bị rè hoặc là giúp cho cái cấp cái, cái cái cổng sạc đó, nó cứng cáp với lại cái, cái dây tai nghe cái, cái cháu tai nghe các bạn ha lấy ra hết nói chung là trên cái sườn cũ có cái gì có bất cứ cái gì mà có thể tháo được thì chúng ta sẽ tháo ra hết luôn rồi sau đó thì các bạn có thể sử dụng khi mà các bạn mua bộ vỏ nó sẽ cho các bạn hai cái miếng trắng trắng ha các bạn có thể sử dụng cái miếng đó hoặc là nếu mà muốn tốt muốn đẹp các bạn có thể tháo từ cái máy zin ra tháo cái từ cái sườn cũ các bạn gắn qua ha nếu mà cái miếng của các bạn vẫn còn đẹp còn xấu thì thôi chúng ta sẽ dụng miếng mới rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta ướm những cái miếng trắng lên và các bạn dùng tay để các bạn rờ ha các bạn dùng tay để các bạn rời các bạn xem xem nó không có bị cộm á Tại vì khi mà cái vỏ vi vỏ Zin với vỏ lô nó khá khác nhau ở cái chỗ là cái cái đường này là nó hay bị cộm lắm ha các bạn làm sao mà ráng cố gắng làm sao mà cho nó bằng phẳng nó đừng có cộm càng càng láng càng tốt đúng không sau đó thì chúng ta sẽ um, sử dụng keo để chúng ta dán kính lại rồi và chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ nút những cái bộ nút trên cái sườn Zin các bạn lấy ra ha nó sẽ có những cái um, những cái khoanh tròn này để giúp cho cái nút bấm của chúng ta mà bấm chúng ta cảm giác nghe kịch 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 đó. Các bạn phải lấy ra các bạn gắn qua lại cho cái cái sườn mới ha. Thì thật ra các bạn các bạn biết cái cái vỏ mà iPhone 5S mà lên iPhone 5SE á, thật ra nó cũng nó cũng là cái vỏ iPhone 5S thôi chứ chẳng phải là vỏ SE đâu. Nhưng mà được cái là nó nó làm thêm một cái màu vàng hồng các bạn ha. Thì thường thì lên SE chúng ta lên thằng cái, cái màu đó đúng không? Chứ đâu có ai mà lên những cái màu khác đâu rồi và riêng cái nút nguồn ấy, thì các bạn phải tháo cái um, cái dòng này ra ha mà các bạn phải gắn đúng chiều nha các bạn mà gắn không cái gắn sai chiều thì các bạn gắn vào thì cái nút nguồn sẽ cứng ngắt rồi à. rồi sau khi chúng ta đã làm được chọn cái bộ nút rồi ha thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lấy những cái phần cái linh kiện á chúng ta gắn vào lại cho cái cái sườn mới thì uh, các bạn có thể xem thêm những video clip như là hướng dẫn uh, thay giấy nút nguồn iphone 5 s đúng không hướng dẫn thay dây gian ten iphone 5 s hoặc là hướng dẫn thay dây cáp sạc iPhone 5S để các bạn có hơn có một cái nhìn tổng thể hơn khi mà các bạn bắt tay các bạn làm tại vì khi mà xem cái video clip đó, các bạn xem đi xem lại hoàn toàn miễn phí ha còn khi mà các bạn đã thao tác vô làm mà một, một mỗi khi mà nó bị đứt cụm dây đó thì các bạn phải tốn tiền để mua cùng dây mới đúng không thì ở cái thời điểm mình làm cái clip này thì cái một cái bộ vỏ iPhone 5 SE nó sẽ nằm ở khoảng từ 180.000 đến 230.000 tùy theo cái chỗ bán ha chỗ nào vùng quê thì họ chi phí vận chuyển thì nó sẽ cao, còn chỗ nào ngay trung tâm thì chi phí vận chuyển thấp thì nó sẽ rẻ vậy thôi. Rồi, thì cộng với lại cái tiền công của lắp ráp nữa thì cái việc thay thế um, lên vỏ iPhone 5 e hoặc iPhone 5 lên 5S lên SE hoặc 5 lên SE nó sẽ dao động ở cái mức là 450 000 cho đến 500 000 ha, tùy tùy chỗ và tùy theo cái mức độ mà người ta làm kỹ với các bạn hay không á hoặc là các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn hãy xem clip của mình và các bạn tự mua vỏ về và các bạn tự mua vít mua nhíp về các bạn tự làm ha và nếu mà các bạn làm thành thạo rồi đó thì các bạn có thể nhận làm cho bạn bè ha, trong lớp học của mình hoặc làm cho người thân gia đình đúng không đỡ tốn hoặc có thêm một phần thu nhập phải không các bạn phải gấp hết tất cả những cái thành phần linh kiện bên cái sườn cũ và các bạn bỏ qua cái sườn mới bởi vậy cái việc thay thế cái lên vỏ đó mà các bạn muốn làm cho nó đẹp thì cái, cái thời gian nó sẽ tốn từ khoảng nếu mà các bạn không quen nó sẽ tốn khoảng 2 tiếng còn các bạn quen rồi nó sẽ tốn khoảng chừng 45 phút đến một tiếng ha và khi mà các bạn lắp những cái nút volume lên xuống hoặc lắp những nút nguồn á các bạn nên bấm thử ha bấm mà các bạn cái cảm giác bấm nó tốt quá nó kịch 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 nó tốt quá thì chúng ta chúng ta siết ốc vào và chúng ta siết tiếp vào Rồi các bạn nhớ ha, cái cọng dây trước Cái cọng dây này nó sẽ quản lý cái phần như là Cục rung nè Rồi nút gạt rung nè Rồi nút volume lên nè, volume xuống nè Đèn lát camera nè Nút nguồn nè Và cái mic ở trên ha Khi mà các bạn ráp xong các bạn thực hiện cái gọi phải thêm mà không được Hoặc là các bạn quay camera trước đó. Các bạn quay video camera trước mà không có mic đó, Thì là chứng tỏ là cái các bạn làm đứt cái cọng dây này rồi Nó hư phần mic rồi Rồi, thì bây giờ đến um, sau khi mà hãy thế xong cái cọng dây um, trước rồi đúng không? Cọng dây ở nút nguồn. Thì chúng ta tiếp tục lấy những cái miếng lót á để chúng ta dán qua cái phần uh, cái phần cọng dây cấp sạc các bạn ha. Rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ phải tháo cái, cái đây là chính là cái, cái cái này là cái cò sim nữa các bạn ha. Tháo cái cò sim gắn qua và tháo những cái miếng cái miếng sắt ở bên này gắn qua thì các bạn biết cái miếng sắt bên hai cái sườn ấy, nó sẽ làm cái nhiệm vụ đó chính là nó nó là cái ngàm để nó giữ cái màn hình của chúng ta khi mà các bạn tháo màn hình ra tháo màn hình vô á ha cái ngàm nó giữ cái màn hình và chúng ta tháo cái ngàm ra chúng ta gắn qua bên cái sườn mới Rồi, sau khi gắn xong những cái ngàm thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta gắn cái cọng dây um, cáp sạc vào. Ở không? Thì để thực hiện cái việc thay vỏ này thì chúng ta sẽ hỏi nói chung là nó sẽ hội đủ hết tất cả những cái yếu tố mà thay cái bạc cho cái iPhone. Thì nếu mà các bạn đã thay cái vỏ, được được cái vỏ cho cái iPhone rồi thì các bạn có thể thay được hầu hư hầu như tất cả cái bạc liên quan đến iPhone các bạn ha và các bạn có thể khắc phục được hầu hết những cái bệnh căn bản do những cái bạc này gây ra như là không chuông không loa không mít không sạc không camera đúng không không đèn lát hoặc là nút volume lên xuống bấm không ăn nút 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 nguồn bấm nút ăn lúc không hoặc là nút gạt rung chạm tự nhiên rung đúng không và các bạn lưu ý là khi mà các bạn làm xong rồi đó nó sẽ đến cái giai đoạn khi mà các bạn ráp xong xong cái những cái bạn này rồi và các bạn gắn cái men vào thì khi mà gắn cái men vào đó, thì các bạn khi mà gắn cái màn hình vào và gắn cái siêu màn hình ha các bạn sẽ phải để ý thêm những cái con ốc những cái con ốc dài và ngắn đúng không thì các bạn cứ để ý những cái con ốc mà các bạn siết trên cái men đó, nó là những con ốc ngắn nhất ha nếu các bạn siết những con ốc dài đó, nó sẽ gây ra cái tình trạng là nó lủng cái men đó đúng không đó và các bạn để ý ha thì nếu mà các bạn có xem những cái clip kia các bạn sẽ thấy mình có giới thiệu với các bạn đó chính là cái miếng giấy từ á cái giấy từ nó sẽ giúp cho các bạn đợi ốc đúng cái vị trí ướm các bạn ướm đúng cái vị trí mà khi các bạn tháo ra đó để chi để khi mà các bạn gắn vào á nó rất là thuận tiện ha thứ nhất là không có sai ốc thứ hai là không có dư ốc tại vì khi mà chúng ta làm lần đầu tiên chúng ta sẽ hay gặp tình trạng đó là chúng ta tháo ra đến 10 con ốc lần nhưng mà khi mà chúng ta xiết vào chỉ có bảy tám con thôi còn dư ba con không biết ở đâu và để làm gì đúng không thì cái miếng giấy từ nó sẽ giúp cho các bạn như vậy và đặc biệt là cái miếng giấy từ này nó sẽ giúp cho các bạn ốc đúng vị trí không có bị lẫn lộn á tránh cái tình trạng là siết ốc lộn mà gây ra chết men các bạn ha rất là nói chung là rất là không có không có đáng đúng không đó chính là cái hư hỏng không có đáng rồi sau khi ướm vào rồi các bạn chỉ gắn cái màn hình vào pin thì khi mà các bạn tháo ra đó thì nó sẽ không có còn cái miếng cao miếng ron cao su zin nữa thì các bạn hãy sử dụng keo hai mặt đó để các bạn gắn cục pin ướm cục pin vào cho nó giữ nếu mà các bạn không sử dụng keo hai mặt đó các bạn gắn cục pin vào thì khi mà các bạn lắc cái, cái máy nó kêu cục 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 đúng không rồi sau đó chúng ta gắn cái màn hình vào và ráp xuống hoàn thiện một cái iPhone 5 SE giao khách màu râu gold đẹp đẽ sạch sẽ ha nhìn tương đối là giống zin chứ không có thể là một phần trăm là zin đúng không các bạn Rồi như vậy thì um, mình sẽ tạm dừng cái video clip này các bạn ha Thì cảm ơn các bạn theo dõi cái video này sau khi mà ráp thành công cái iPhone 5S hoặc là 5 lên vỏ SE Rogon Thì các bạn nên bật cái máy lên và các bạn thử hết tất cả những tính năng như là nút volume lên xuống, nút nguồn, hay sim, mic, lo, chuông, rung, wifi và sóng Coi coi có bị yếu không đúng không? Nếu mà bị yếu thì có thể anten chúng ta làm rách rồi thì chúng ta sẽ thay cái anten khác cho khách ha Rồi mình sẽ tạm dừng cái clip này, cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công